sáng sớm cho nên xe ủi tiết nó chưa có làm việc, hồi tối là nó mới rồi. Phố các bạn, mà hôm nay tự nhiên tiết rơi quá chừng, y như là chưa hết mùa đông. Nay là cuối tháng 3, 31 hay tháng 3, chuẩn bị 1 tháng 4 mà bây giờ tiết nó rơi quá chừng luôn. Nó dự báo thời tiết là hôm nay là trời nắng đẹp mà tiết rơi ha, tức là bây giờ rơi chút xíu nữa hết rơi là sẽ có nắng. Chủ nhật bên này không? Vắng tanh như chùa Bà Đanh. Phố thấy hầu như không có ai luôn. Lâu lâu có một chiếc xe chạy vô chạy ra. Đó. Vắng lắm. Tại vì chủ nhật người ta mấy siêu thị người ta cũng đóng cửa hết các bạn. Chỉ có nhà hàng, khách sạn mở cửa thôi. Phía kia là cái bến tàu á, mấy người mà đi đi qua tỉnh khác ta cũng có thể đón cái chiếc tàu lớn thiệt lớn ở dưới này. Thứ bảy chủ nhật thì người ta sẽ ở nhà cùng gia đình nhiều. Chủ nhật thì gia đình mấy người lớn lớn tuổi thường người ta đi vòng vòng mấy công viên gần nhà đó, đi dạo. Để ngày ngày thường người ta đi làm. Đường trơn quá cho nên mình chạy chậm chậm. Ở ngoài phố mưa mà ở trong này lại nắng ha, tại cách nhau cái núi á, bên kia thấy âm u, tiết rơi quá chừng. Ở trong này thì nắng, nắng chiếu, chói chang, nhưng mà hơi lạnh nha bà con. Ở ngoài nhiệt độ ngoài là 0 độ C.
cho nên có mưa xuống là thành tuyết liền. Nhiệt độ này thì nó không có tan chảy cho nên còn y nguyên. Bánh xe mùa đông chứ, nhưng mà phải chạy chậm chậm. Giờ mà còn tuyết trắng tinh nè, chưa có vô mùa hè. Thường thì sau ngày lễ phục sinh là họ sẽ thay bánh xe mùa hè. Ở bên này thì hai mùa xe chạy, hai mùa. Người nào mà chạy bánh nguyên năm thì người ta hỏi cần thay, còn không là phải thay. Vô mùa hè rồi á, trời đẹp, nắng có mặt trời hổng, nhưng mà khí hậu thì mát ha, không có nóng đâu, khí hậu khoảng 12-13 độ đó. Thấy mặt trời lạnh đẹp không đó, nở vậy đó, dạng giống y như con cúc nha. Mà cái này loại khác ha, chứ không phải loại gì cái kêu bằng cây bồ bồ câu anh gì đó, nó không phải ha. Bồ câu anh kế bên nè, lá kế bên, mà cái bông này loại khác. Mùa hè về tới rồi, mấy cái bông này nó giống như bông cúc đó các bạn. Có nắng lên là nó sẽ nở xòe ra nè. Ở dưới mấy cái này ẩm ẩm bước đó, nó mọc lên quá chừng. Cự quá ha. Đó. Mấy cái này mấy cái nụ nè, mai nó sẽ ra bông. Còn mấy cái loại xe này là xe có giường ngủ rồi này kia ha. Đó. Ai mà có gia đình khoảng 2 đứa con, 3 đứa con, xe này là nó tính khoảng 5 chỗ ngồi à. Đó. Có xe này chạy đi vòng vòng chơi được, hết nước này tới nước kia chơi đủ loại hết. Đây là chỗ đậu xe của mấy xe mới nè, mới tinh luôn á. Kiểu đẹp, có toilet, có phòng ngủ ở trên đó luôn ha, có bàn ăn rồi. Nói chung thì y như một cái nhà di động vậy đó. Nhiều. Ở bên người nào, bên đây thì người Na Uy người ta mua xe này nhiều lắm, già già người ta ưa lái đi vòng vòng nước chơi. Xe này xe cần cẩu ha. Chỗ này là dàn xe Tesla đậu này, xe điện 100% ha. Xe lửa này của mình cũng làm là cũng xe điện 100% á. Một chiếc xe điện này là mấy chục tỷ á. Vui bà con, có nhạc sống nè, giờ mùa hè rồi, nó đang dựng sân khấu bên kia nhưng mà mình đang làm, mình không có đi qua đó mình quay được ha. Họ đang xem ca nhạc bên. Đang ngồi trên xe nè, đang ngoài phố, đang đi làm. Giờ này là bên này 7 giờ, mà ở ngoài đây họ đang xem nhạc sống qua đang nè. Hồi nãy mình có quay á, nhưng mà mình còn phút nữa mình mới lái. Ở bên đó là nghe trung tâm bờ hồ ha, nó dựng sân khấu bên đó, chơi bên đó.